thầy xin chào tất cả các bạn nha thầy xin chào tất cả các bạn à, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đề thi chuyên anh các bạn nha ở tỉnh sơn la các bạn nè ở năm học 2021 2022 à, thì chúng ta sẽ nhìn qua cái phần nghe các bạn nha rồi ở à, đây chính là cái phần nghe của đề thi chuyên anh sơn la nè thì bạn thấy rằng cái phần nghe này các bạn nó chỉ ở cái mức độ gọi là a 2 các bạn nha rồi a 2 à, cơ bản rằng cái người này công việc là cái gì nối qua nối lại nè chỉ ở mức A2 các bạn nha. các bạn có thể thấy ở cái phần thi này ở, ở cat các bạn nha. rồi và tiếp các bạn nè thì các bạn cũng gặp một cái phần nghe tiếp theo nè. thì phần nghe tiếp theo các bạn đây cũng chỉ ở mức độ A2 các bạn chưa tới B1 nữa các bạn. bởi vì cái ở cái phần nghe các bạn làm rất là dễ luôn. bạn thấy rằng à, ờ, trọng lượng nè à, ờ, mấy ký mấy ký rồi ổ cứng bao nhiêu ghi nè màu gì màu gì các bạn nha rồi phần nghe khá là nhẹ nhàng ờ, cho các bạn nha khá là nhẹ nhàng cho các bạn còn ở cái phần này các bạn nè thì chỗ này thầy xếp nó là B1 các bạn bởi vì cái dạng bài tập này nghe này là của up nè thậm chí chưa tới B1 của các bạn rồi bởi vì nó khá là dễ luôn A2 có thể làm được rồi nhưng mà B1 cho nó chắc các bạn Ờ, cái phần nghe này bạn được hai điểm nha bạn nào mà nghe xuất sắc á, bạn nào mà nghe xuất sắc phần nghe này được hai điểm là bạn có khả năng tới 50 phần trăm là đổ rồi đó các bạn có hai điểm rất là dễ rất là dễ kiếm điểm các bạn nha à, bây giờ thì và các bạn sẽ qua cái phần ngữ pháp từ vựng nha đó, đây các bạn nha từ vựng ngữ pháp và chúng ta sẽ làm từng câu một các bạn nha Ờ à đúng rồi Khánh Thư nha Nhiều tỉnh thành dễ lắm em Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cái đề chuyên anh tỉnh Bạc Liêu á. Nó còn dễ bạo nữa Thì câu số 1 các bạn nè Vì vậy rằng có nhiều bạn nói với thầy á Là em muốn chuyển hộ khẩu Rồi các bạn chuyển hộ khẩu đi Về đó thi đó à Vì sao các bạn Bởi vì bạn biết không Mình không thể nào nói chuyện hộ khẩu được các bạn bởi vì là ở mỗi nơi mỗi khác các bạn, ở đó thì các bạn rất ít À, rất không có nhiều cơ hội để mà tiếp cận được những cái trung tâm à, tiếng Anh nè. À, thầy cô không có xịn sò nhiều lắm nè. À, cái môi trường học tập à, không cho phép nè, nên cái đề thi nó vậy các bạn. Đó. À, câu số 1 nha. Một số bạn quan sát chữ bài nè. Rồi, mừng quá các bạn. Trước tháng tiếp theo tôi sẽ hoàn thành cái tiểu thuyết đầu tiên của tôi các bạn nha. À, cứ thấy bài 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 các bạn thì bạn có hai thì Sử dụng như thầy Một là thì quá khứ hoàn thành Hai là thì tương lai hoàn thành Các bạn nha Lưu ý nè Cứ thấy chữ by By the time hoặc by gì đó Thì bạn nghĩ tới cho thầy là quá khứ hoàn thành Hoặc tương lai hoàn thành Ở trong câu này bối cảnh chúng ta là hiện tại hoặc tương lai Nên bạn chọn cho thầy là tương lai hoàn thành Các bạn nha Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha Ờ à, anh Khôi là ở Ninh Thuận đúng không anh Khôi ha? Ninh Thuận thầy sửa một đề rồi đó em. Ninh Thuận thầy sửa một đề đó em. Thầy ưu tiên những tỉnh mà thầy chưa có sửa đó bạn anh Khôi. À, chúng ta sẽ qua câu số 2 nha. Rồi thầy chúc mừng bạn nào chọn câu D nha. Chúc mừng bạn nào chọn câu D. Rất nhiều bạn ra xuất sắc. Thầy sẽ qua câu số 2 nha. Một số bạn thấy chữ if nè, mừng quá luôn bạn, mừng quá luôn. Thấy chữ if ờ à, cộng V1. Ở à, phía sau chọn quá khứ nha. Tom sẽ làm gì nếu anh ta biết sự thật các bạn nha. Chọn thầy câu A. Thầy sẽ qua câu số 3 nha. Chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Chỗ này bạn có the mò nè. Đó, the mò các bạn. Càng nhiều anh ta càng nghỉ ngơi. Anh ta càng cảm thấy thoải mái các bạn nha. Thì ở đây bạn chọn thầy ở câu D các bạn nè. Đó, đây chính là cấu trúc ở càng càng nha. Chúc mừng rất nhiều bạn. Rất là xuất sắc nha thầy sẽ qua câu tiếp theo nha nếu mà bạn bạn nào mà thấy cái đề thi tỉnh nào thầy chưa giải mà bạn có cái đề đó bạn cho thầy xin nha thầy sẽ giải cái đề đó các bạn nếu như mà thầy chưa giải của tỉnh đó các bạn của tỉnh đó nha à, khi mà các bạn thi xong á thì nếu bạn nào mà có đề thì à, cho thầy cái nha có chụp hình gửi dùm thầy cái các bạn gửi email hoặc là qua pay á rồi thầy cảm ơn Ờ, rất nhiều các bạn nha, đó, đi thi về các bạn, ờ, rất nhiều bạn đi thi về vẫn nhớ tới thầy các bạn, ờ, rất là cảm động các bạn, thật sự phải nói là cảm động. Ờ, chúng ta sẽ qua cái phần này các bạn nha, đây, thì ở trong câu này các bạn nè, ở trong câu này các bạn, người ta đang kiểm tra các bạn á, cái sự khác biệt các bạn giữa cái chữ which và cái từ where nè, đó, ờ, bạn sẽ chọn chữ nào? thì có một cái mèo nhỏ các bạn, nếu đây là động từ thì bạn hãy chọn ngay cho thầy cái từ which, không thể nào chọn where các bạn nha. Nếu như đây là chủ ngữ nè, động từ thì bạn nghĩ tới chữ where này và bạn hãy dịch sang tiếng Việt cho thầy nha. À, nếu như mà chữ where phù hợp thì chọn luôn. Where không đi với động từ, chỉ có which đi với động từ. Lưu ý nha, đó, lưu ý. Người ta hay đánh đố các bạn là như vậy đó nha. Thầy sẽ qua câu số 5 nè. Hạ Long Bay các bạn Cái mà được công nhận như là Di sản văn hóa thế giới Thì đã tóm lấy Chộp lấy hàng triệu du khách mỗi năm Rồi chúng ta đã xong câu số 4 nha Thầy sẽ qua câu số 5 các bạn Thầy sẽ đi từ từ nha Thầy biết các bạn rất là xuất sắc Nhưng cứ từ từ các bạn Bởi vì các bạn mỗi ở các tỉnh khác nhau ở uh, Cái level khác nhau các bạn Cứ từ từ Thì không có ít chi các bạn Vì đó cái ý tưởng của anh ta Tóm lại rằng bạn cứ thấy chữ no use Đó, một số bạn thấy chữ no use. Một số bạn thấy cái từ no good. Đó, một số bạn thấy cái từ no point. Thì bạn dịch cho thầy là không có ích chi, không có lợi gì các bạn nha. Cứ chọn vớt in cho thầy nè. Rồi, thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha. Anh Khôi, Vũ Thành, Khánh Di, Mô Đi, Dương nè. Và vân vân nha. Bạn Hoang Mang nè. Bạn viên Trương, bạn Thị Trang và anh Thư. Hikari và vân vân nha Đó, đặng khôi nguyên nữa nè vân vân à, chúng ta sẽ qua câu 6 nha câu sáu bạn thì một giám đốc marketing mới cái gì đó thứ năm vừa rồi thì chỗ này bạn thấy cái từ last các bạn nè Đó, chữ last à, vừa rồi chọn thầy thì quá khứ đơn các bạn nha đó chính là được bổ nhiệm nha rồi được bổ nhiệm nè à, chúc mừng rất nhiều bạn luôn Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha. Câu số 7 các bạn. Được bổ nhiệm nha. Thì câu số 7. Nhiều bạn tuổi teen thể hiện cái tín hiệu lo lắng và cái gì đó nè. Khi mà được hỏi về tương lai các bạn. Khi mà được hỏi về tương lai. Thì ở đây bạn thấy cái từ anxiety nè. Cái danh từ an Rồi chọn thầy cái danh từ luôn các bạn. Hai cái danh từ ở song song với nhau nha. Đó chọn thầy. Hai cái danh từ song song với nhau cái sự lo lắng và cái sự căng thẳng trong cảm các bạn nha danh từ động từ tính từ trạng từ ở không phù hợp các bạn nha thầy sẽ qua câu số 8 các bạn nha trong đất nước của chúng tôi nó thì vi phạm luật để phân biệt chống lại ở những nhóm tôn giáo hoặc là những nhóm gì đó các bạn thì trong bốn chữ này bạn thấy rằng ở chúng ta có cái nhóm gọi là nhóm dân tộc thiểu số các bạn nha rồi xin chúc mừng bạn đã chọn thầy câu b nè bởi vì câu a các bạn câu c và câu d nó không có hợp nghĩa các bạn nha chọn thầy câu b nhóm dân tộc thiểu số các bạn nha thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn nha đã đúng thầy sẽ qua câu số 9 các bạn nha thì những cái người này ở sống trong một cái lối sống gì đó các bạn bởi vì họ di chuyển hai hoặc ba lần một năm tìm kiếm những đồng cỏ mới thì trong những chữ này các bạn thì bạn thấy rằng ở câu b thì chúng ta không có chữ này nè trong từ điển không có chữ này các bạn nha ở bạn có câu c ở chữ này có nghĩa rằng là thanh bình ở các bạn nha rồi chữ này là thanh bình còn chữ này là không có gốc rễ không có gia đình ở đây bạn chọn thầy chữ này nè là du canh du mục các bạn nha À, các bạn có bạn nào mình xem Conan đó, có cái thầy rất thích cái cái chuyện Conan ở cái tập mà có cái bộ du du canh du mục các bạn à, có đem theo con rắn và con rắn đó cái ông đó dùng con rắn đó để mà giết người để mà có được cái thừa kế chính là nomadic đó à, chúng ta sẽ chọn câu a các bạn nha những người này sống một cái một cái lối sống du mục nay đây mai đó các bạn Chỗ nào có đồng cỏ. Đem gia súc tới. Chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Ở trong câu số 10 các bạn. Thì ở trong câu số 10 á. Người ta đang kiểm tra các bạn á. Là chữ nào. Sẽ đi với cái từ quiz à. Là. Giáo viên của tôi các bạn. Thực hiện một cái bài. Những cái phép. Những cái câu hỏi ngắn. Để mà kiểm tra kiến thức của chúng tôi. Về cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thầy xin chúc mừng bạn nào. Chọn cho thầy cái chữ này nha. Rồi, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu A nè. Đó, bởi vì có cái từ quiz, Rồi, các bạn chọn thầy cái từ đu uh, các bạn nha. Rồi, có từ quiz các bạn chọn thầy chữ chữ đu này. Rồi. Không phải chữ nào cũng đi với chữ quiz đâu các bạn nha. À, chúng ta sẽ qua câu số tiếp theo các bạn, câu số 11 nha. Thì bạn có một cái kỳ thi gì đó các bạn, ở à, trước khi bạn sit thì chỗ này bạn có chữ sit các bạn nè thì sit các bạn là ngồi nha rồi right. uh, sorry các bạn sit đây chính là thi đó uh, sit đây chính là thi đó các bạn chính là take exam nè rồi thì bạn đang có một cái kỳ thi gì đó trước khi bạn thi cái kỳ thi thật sự vào tháng 6 không thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cô b nè bạn nào học destination thì sẽ biết cô b nha Ở chính là mock exam chính là kỳ thi thử các bạn nha trước cái kỳ thi thật không? Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha. Câu số 12 các bạn. Rồi, câu số 12. Thì ở trong câu số 12 này, à, các bạn chọn cho thầy. Các bạn chọn thầy chỗ này nha. Vậy bạn, à, những đứa con của ông John đó đã gì đó nè. Và rời khỏi gia đình của ông ấy vào thời điểm này. Thì đây bạn có cái từ grow up là đã lớn các bạn, đã trưởng thành à, câu b các các bạn à, make up nhiều nghĩa lắm nha ở à, trang điểm nè ở à, trang điểm là một nè bìa chuyện nè rồi à, tân trang nè vân vân nè à, bring up là thành công nha còn catch on là hiểu vấn đề trở nên phổ biến thì ở đây bạn chọn thì câu a các bạn bởi vì hợp nghĩa nha rồi ở đây chọn này câu a những đứa con của ông này đã lớn hết rồi và nó đi lấy chồng lấy con Rời khỏi nhà. Hết luôn rồi. Đó. Tết mới về. À, chọn thẻ câu A. À, chúng ta đã xong câu số 12 các bạn nha. À, bây giờ à, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu số 13 nè. Thì ở trong câu số 13 các bạn. À, chúng tôi đã sắp xếp để mà gặp nhau lúc 8 giờ. Nhưng mà anh ấy không gì đó. Sau một giờ sau đó. Có nghĩa rằng nó đến trễ 1 giờ các bạn. Ý của này là vậy thì câu số 13 này các bạn có từ show off là khoe khoang, à, khoác loát các bạn nha. Rồi, à, khoe khoang bằng với chữ boost các bạn nha. Còn bạn có chữ stick up là dựng đứng các bạn nha. Còn turn up là đến nè. À, thông thường là đến rất là trễ và người ta không có nghĩ như vậy. À, có nghĩa rằng người ta không có mong đợi chuyện đó các bạn. Và bạn có cho thầy cái từ put in các bạn. Đây chính là mang ý nghĩa là Uh, fix là sửa chữa nha hoặc là đề nghị nè hoặc làm gián đoạn thì ở trong câu này bạn chọn thì câu c bởi vì nghĩa phù hợp nha anh ta không đến à, uh, một giờ sau đó nha thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn thầy sẽ qua câu số 14 các bạn nha câu số 14 các bạn nha thì ở trong câu số 14 này các bạn thầy nghĩ rằng đề của chúng ta nó chưa chuẩn các bạn thì cái khách sạn như là một cái nơi trú ẩn ở rất là thanh bình các bạn, rồi rất là thanh bình và rất là yên ắng nè, ở cách xa cái sự ồn ào của thành phố. thì chỗ này bạn có chữ s nè, chữ s các bạn, đó chữ s. ở đáng lẽ câu này các bạn, người ta cho chúng ta cái từ offer ở khách sạn này đưa ra, bỏ chữ s đi nè, một cái nơi thanh bình yên ắng từ cái sự xô bồ của thành phố. À, nếu như có chữ offer Thì chúng ta chọn các bạn nha Nếu chữ offer nè Thì chúng ta chọn Nhưng mà chỗ này các bạn Nó có chữ as Thì à, chúng ta có come across as Nhưng mà come across as các bạn Là cư xử như là Có tính cách là Cư xử là Nó cũng chả hợp nghĩa luôn các bạn Nó cũng chả hợp nghĩa luôn Bởi vì come across as Phải là người come across as Chứ không phải vật Come across as Các bạn nha Người có tính cách Thì ở chỗ này các bạn Các bạn có uh, Come across with Nó mang ý nghĩa là Cung cấp các bạn nha Thì tóm lại rằng Đề của chúng ta Thầy nghĩ rằng uh, Cái câu này nó chưa có được, chưa có ổn các bạn nha Một là bạn chọn thành chữ offers Bạn bỏ chữ f này đi nè Hai là bạn biến chữ S này Thành chữ with Để cho nó hợp nghĩa các bạn nha Ở uh, Khách sạn này uh, Cung cấp nè Một cái nơi Ở các bạn nha rồi một cái nơi à, trú ẩn rất là thanh bình và yên ấn các bạn nha đó à, các bạn phải sửa lại mới chọn được nha còn bạn có chữ run into nè à, tình cờ thấy các bạn nha rồi tình cờ thấy các bạn và à, cái từ see over này các bạn à, chúng ta không có cái phrase verb cụ thể thế này nha lúc tu vậy à, tóm lại a và c thì chọn hai con c sửa lại chữ west rồi chúng ta sẽ qua câu số 15 các bạn nha. Câu số 15 các bạn nè. Thì nó ra các bạn. Quyết định để mà cái gì đó. By the horn nè. Và uh, thiết lập mọi thứ. Cho cô ấy. Đây chính là. Idiom. Thầy xin chúc mừng bạn nào mà. Biết được cái idiom này. Ở uh, các bạn nha. Rồi thầy xin chúc mừng bạn nào mà biết được cái idiom này. Uh, xin chúc mừng bạn nào biết được cái idiom này, à, các bạn nha rồi à, ở đây bạn chọn thầy câu à, các bạn nha, à, chúng ta có dẫn cái con bò bởi cái sừng của nó, các bạn à, có nghĩa rằng là quyết tâm làm chuyện gì đó à, dù cho rất là khó khăn thì nó ra, các bạn, quyết tâm làm một cái chuyện gì đó rất là khó khăn và thiết lập mọi thứ một mình, các bạn nha rồi đó, chúc mừng bạn đã chọn có A nha. Thầy chúc mừng Ngọc Hiền, Vũ Thành và rất nhiều bạn nha. Khánh Di nè, vân vân nè, Phạm Mát nè, vân vân nè. Rồi anh Khôi là bảo luôn ha. Ờ 1 là chúng ta làm được, hai chúng ta không làm được các bạn. Đó, đơn giản thôi. Đón khó lắm, đón khó lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần word form các bạn nha. Rồi, thì uh, trước khi qua phần word form, thầy sẽ chỉ các bạn tải cái tài liệu này các bạn nha. Bởi vì nhiều bạn uh, mới á bạn, cũ thì không nói bạn mới rất rất là hay hỏi thầy thì để tải cái tài liệu này rất là dễ dàng luôn vào Google các bạn click nè à, học với auto channel enter Fact. phát click vào cái Facebook học với auto channel à, sau đó thì bạn click vào cái cover thầy một phát cover thỉnh thoảng thay đổi thầy quảng cáo kệ thầy bên đây có bao nhiêu comment bạn show ra hết nha và bạn kiếm cho thầy ở cái tuyển tập đề thi số 2 nha và thầy xin nhắc lại trên kênh của thầy có tài liệu rất là nhiều của bạn nha test B1, à, B2, C1, C2 1.000 à, viết câu đối nghĩa nè Và rất nhiều đề thi các bạn nha Từ học sinh giỏi các tỉnh thành tới học sinh giỏi quốc gia các bạn Rồi học sinh giỏi lớp 6, lớp 7, lớp 8 Chọn đội tuyển, trại hè Hồng Vương, rồi Olympic, rồi tùm lum hết các bạn nha Chuyên Anh Quốc học Huế, Hà Tĩnh quá trời ra đây Đó, lên đó học các bạn Bạn nào mà giải cho thầy hết 100 đề thi chuyên Anh của thầy trên đây Và học xong SB2, C1, C2 thì bạn đi thi Sỉnh sò luôn các bạn Đó bạn đi thi sẵn sò so luôn rồi nhiều bạn cơ bản rằng uh, học trực tiếp với thầy online zoom với thầy cơ bản rằng bạn thấy thích tối tối ngồi làm với thầy cho nó vui chứ trên kênh thầy có đầy đủ cho các bạn và thầy online uh, live để làm bổ sung thêm các bạn nha chứ cái chuyên đề này nè những cái đề thi này thầy giải gần 100 đề luôn rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các các bạn nha rồi chúng ta sẽ làm phần hai là bạc các bạn đây chính là phần form. phòng ờ, Phần này các bạn sẽ làm như thế nào nha Câu số 1 các bạn sẽ làm thế nào Thì câu số 1 các bạn nè Mỗi người phải ăn và uống Nhưng hầu hết à, Nhưng mà đối với hầu hết Mọi người các bạn à, Thức ăn không phải là một cái vấn đề à, Chỉ để ăn và uống Ý nói rằng Thức ăn không phải là một cái vấn đề Chỉ để tồn tại các bạn nha à, Xin chúc mừng bạn nào chọn thành với danh từ không chỉ ở thức ăn không chỉ ăn để sống các bạn người ta nói rằng không phải ăn để sống rồi à, à không phải sống rồi rồi tóm lại là chọn thầy cái danh từ các bạn nha một cái danh từ chúc mừng rất như bạn luôn thì cái việc mà chia sẻ thức ăn các bạn mang bạn bè gia đình đồng nghiệp ở cái gì đó với nhau thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy một cái trạng từ các bạn nha rồi một cái trạng từ uh, mang ý nghĩa là uh, mang uh, bạn bè nè bà con nè đồng nghiệp nè gần nhau hơn các bạn nha đó chọn thầy một cái uh, một cái tính từ các bạn nha đó closer mang cái gì đó closer gần nhau hơn các bạn nha rồi uh, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè thì một cách bằng cách này hay là cách khác các bạn thì thức ăn là một cái phần gì đó trong cái lối sống của chúng ta ở trong cái cuộc sống của chúng ta các bạn nha thì ở trong câu số 3 các bạn ở đây bạn thấy chữ part chữ part này nó là danh từ các bạn nha thì bạn chọn cái thầy là một cái một cái tính từ các bạn ờ, à, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái tính từ là quan trọng nha ở à, các bạn có chữ significant đó chữ này nha à, một cái phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha Thức ăn chứa đựng năm nhóm dinh dưỡng các bạn. Đầu tiên là protein nè. À đạm, à chất béo nè, à, carbohydrate nè, à chất sơ nè và đường các bạn nha. Rồi à, tinh bột các bạn. Chữ này tinh bột nha và đường, à, vitamin và khoáng chất. Rồi vitamin và khoáng chất. À, tiếp các bạn nha thì mỗi loại thức ăn thì cần thiết các bạn ở à, cơ thể sử dụng những chất dinh dưỡng để cung cấp cho chính nó với năng lượng nè à. tóm lại rằng sử dụng chất dinh dưỡng để mà cung cấp ờ à, cho cơ thể lấy năng lượng các bạn nha thì để giúp đỡ cơ thể phát triển các bạn để giúp đỡ cái gì đó và kiểm soát cái ờ à cái nhiệt độ cơ thể cơ thể các bạn nha rồi nhiệt độ cơ thể thì chỗ này thầy xin chúc mừng bạn nào uh, chọn cái thầy một cái uh, danh từ các bạn nha rồi thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy một cái danh từ ở đây các bạn nha rồi ở đây thì các bạn chọn thầy uh, giúp đỡ cái việc tiêu hóa các bạn nè ở đây bạn chọn thầy cái từ đại à trần các bạn nha rồi uh, và kiểm soát cái nhiệt độ cơ thể các bạn nha À, chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn nha. thì nước các bạn và ở uh, cái chất sơ gì đó nè thì cũng rất là quan trọng luôn uh, nước và chất sơ cũng rất là quan trọng luôn thì chỗ này nước và cái chất sơ trong chế độ ăn thì chỗ này bạn chọn cái thầy một cái tính từ nha ở đây bạn có ở cái tính từ chính là Dietary nè đó nước và cái chất sơ Ờ, trong quá trình ăn uống các bạn nha thì cũng rất là quan trọng các bạn nước thì cần thiết cho sức khỏe nhưng mà à, chất sơ thì sao rồi chất sơ thì như thế nào thì nó là một cái sự hỗn hợp của những cái chất uh, cái chất mà thì ý câu này muốn nói rằng các bạn à, nhưng mà chỗ này thì mình chỉ điền được một chữ thôi nha bạn uh, anh khôi nha Chỗ này mình chỉ điền được một chữ thôi em. Đó. Thầy hiểu ý của em là hết with cái này. Nhưng mà chúng ta chỉ điền được một chữ thôi. Và ở đây chữ này là tốt nhất nha bạn. À, anh Khôi nha. Mình không được điền hai chữ em, à, Nhiều khi thầy nghĩ rằng đề trục trặc xíu. Bởi vì phía dưới thầy cũng thấy một số lỗi. À, kệ nó các bạn. Tới đâu mình làm tới đó. Thì chỗ này bạn thấy nè. À, chúng ta có chữ wish các bạn nè. Đây quyết a nè đó thì chỗ này các bạn chọn thành cái từ phao rồi uh, cái mà được tìm thấy trong thực vật các bạn Ở, trong thực vật uh, cá bì các bạn thấy thấy một số đề của một số tỉnh sai tới ba bốn lỗi các bạn uh, bởi vì thầy không có được cái đề chính thức nhiều khi đề này không phải đề chính thức các bạn vẫn là đề chính thức đó nhưng mà uh, rồi tiếp các bạn được tìm thấy chỉ trong thực vật các bạn nè À, tiếp chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha thì một vài loại thức ăn giúp một vài loại ở à, chất các bạn ý nói rằng một vài loại chất giúp thức ăn thì bạn thấy chỗ này ta vẫn dùng hát cộng danh từ nè đó à, giúp thức ăn pass more cái gì đó qua cái à, cái hậu môn nè đó qua cái đường tiêu hóa qua cái hậu môn thì chỗ này à, xin chúc mừng bạn nào chọn thay một cái trạng từ nha đây chính là chữ quickly các bạn nha tóm lại ý câu này muốn nói rằng đó một vài loại thức ăn giúp pass những cái chất này nhanh chóng qua hệ tiêu hóa đó bạn nào mà ăn ăn thịt không mà bạn không ăn rau bạn không ăn chất sơ thì bạn sẽ rất là khó đi ví dụ vậy nha à, một vài người các bạn một vài chất có lẽ giúp để mà làm giảm ở cái chất cholesterol ở trong máu bạn cần những chất dinh dưỡng này ở trong số lượng phù hợp để mà phát triển và có được sức khỏe tốt nè ở cái cách tốt nhất các bạn để mà cân bằng cái chế độ ăn của bạn là ăn cái gì đó thức ăn à, tóm lại rằng chỗ này các bạn cần cho thầy một cái danh từ nhé thầy xin chúc mừng bạn nào à, chọn cho thầy cái danh từ mang ý nghĩa là đa dạng là nhiều các bạn nha rồi đa dạng là nhiều bạn Khánh Di đã nghĩ một cái danh từ nhưng mà gần đúng là Khánh Di nha thì chỗ này bạn chọn thầy chữ này nha. Một cái sự đa dạng nè. Đó. Đây. Rồi, chữ này các bạn nha. Ở chúng ta có a, a multiplicity of. Ý nói rằng ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nha. Đó. Rồi. Không phải là phép nhân nha. Chọn thầy chữ này. Ở chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Thì cái mà bạn ăn và sau đó là một phần của cái lối sống của bạn các bạn. Người ta in gì đó nè, ở, ở ở châu Âu gì đó nè. Rồi, ở trong câu số 9. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy một cái tính từ các bạn nha. Rồi, uh, xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy một cái tính từ. Và tính từ của chúng ta chính là ở uh, châu Âu mà ở phương à uh, tây các bạn nha. Rồi. Chọn hai chữ tính từ nè. Uh, west tần nha đó yếu rồi hầu hết người ở ở châu âu các bạn có đủ thức ăn để ăn và uống các bạn nè thì một vài người thậm chí ăn quá nhiều nên là người nước ngoài các bạn mập lắm ai cũng mập hết thì những người khác có cái chế độ ăn cân bằng cứ thấy từ uh, diet thì chọn ngay cho thầy cái từ balance các bạn nha đó balance này. rồi chọn thay chữ balance bạn. có chế độ ăn cân bằng cái mà thường nghĩa rằng quá nhiều chất béo à, những người khác thì có chế độ ăn cân bằng cái mà thường nghĩa là quá nhiều chất béo và đường và quá ít à, rau và trái cây thì chỗ này các bạn không chọn cân bằng các bạn từ từ nha à, ở đây các bạn không chọn thầy cái từ cân bằng thì chỗ này các bạn chọn thầy cái từ không cân bằng các bạn nha. Rồi, chọn thầy cái từ không cân bằng. Rồi, đây các bạn. Thì trong quá trình làm các bạn tra từ điển thầy nha. Đây, ở đây thầy tra từ điển cái từ balance. Rồi, ở đây các bạn. Và khi bạn tra những cái tiền tố ở các bạn cẩn thận dùm thầy nha. Rồi, nhiều khi là rất là dễ sai các bạn nha. Rất là dễ sai luôn. Thì ở đây ở đây bạn thấy rằng người ta dùng cái từ là unbalance thì các bạn chọn thầy cái từ unbalance các bạn nha đó. À, cơ bản rằng rất là dễ nhầm ở cái tiền tố này các bạn nhiều khi thầy vẫn nhầm là chữ un chữ in á à, nên các bạn cẩn thận cho thầy đó chọn thầy chữ này à, rất nhiều chữ các bạn nha đây cũng là một cái chuyên đề ở trong destination sẽ một sẽ hai các bạn nha ở à, ear un im in tùm lum hết à, không phải có nguyên tắc các bạn nha rồi Chúng ta đã xong cái phần work form. À, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn. Ở đây bạn chọn không công bằng, cân bằng. À, bởi vì chỗ này là quá nhiều chất béo và quá nhiều đường, ăn ít trái cây và rau. Rồi, à, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn nè. Thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cho thầy là giới từ các bạn nha. Rồi, giới từ. Bạn sẽ chọn chữ gì nha. Thì trước khi cái ông này các bạn à, phát minh ra à, cái báo chí, à, cái báo in vào năm 1940. Thì giới từ đầu tiên, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái chữ này nha. Đó, chữ in nè. Rồi, chữ đầu tiên chọn thầy chữ in. Đó. Rồi, tiếu bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái câu tiếp theo nè. Thì trước khi ông này phát minh ra báo in vào năm 1944 các bạn, thì không có ai, không có ai người ta thật sự đọc sách. Không có ai thật sự đọc sách các bạn sách thường được đọc ở cái gì đó đâm nè rồi sách thường được đọc cái gì đó đâm các bạn nha thì ở trong câu số 2 các bạn thì bạn quan sát bạn nào mà quan sát bên phía dưới nè thì bạn sẽ thấy rằng ở cái chữ mà đi với à, cái chữ mà đi với chữ read này các bạn người ta dùng cái từ ở lao bạn nè bạn thấy là read ở lao là đọc to lên mà chỗ này nếu như thầy dùng cái từ allow Thì cái từ allow này không phải giới từ các bạn Nó là trạng từ Nên chỗ này thầy bắt buộc thầy sẽ sử dụng cái từ out Các bạn nha Rồi, ở cái câu số 2 này nó hơi hơi khó xíu nha ở Ngày xưa các bạn, chữ viết á, là người ta viết nhi nhít với nhau Nó không có khổng cách đâu các bạn ở Viết sát sạc nhau các bạn nha Sát sạc nhau luôn Mà mỗi lần đọc sách á, là phải đọc to lên Cho những người khác À, nghe để người ta biết là đúng hay sai các bạn Chứ đọc một mình Không được Rồi cái này nó hơi khó xíu Thì tóm lại rằng những cái quyển sách thông thường được đọc To Lên các bạn nha Rồi thông thường được đọc To Rồi Tóm lại chỗ này nè Thì Nghĩ rằng à, cái từ đâm này Có thể bỏ đi các bạn Chọn cái từ ao chỗ này nha à, Các bạn cứ làm nha Nhiều khi đề thi nó có chút xíu làm khó hiểu cứ làm cho thầy. À, Tiếng các bạn nè. À, sau đó các bạn thì cái báo in làm nó có thể cho bất cứ cứ ai các bạn, cái người mà có thể đọc để đọc sách à, cho bản thân của họ. Thì ý người ta nói rằng các bạn báo in phát triển á, make it possible for nè. Đó, làm cho mọi người, cái người mà có thể đọc để đọc quyển sách một mình. Ngày xưa đọc sách một mình không được các bạn nha. Có lẽ rằng bạn thấy rằng nó hơi kỳ kỳ lạ lạ vậy đây nhưng mà do ngày xưa chữ nó biết nhi nhít với nhau các bạn phải đọc to ra người khác xem ừ đặt đúng hay sai hay sai rồi đó bạn nào tra google lịch sử về trước cái printing press à, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè thì những nhà phê bình các bạn lo lắng lo lắng rằng người ta sẽ không còn đọc to ra và à, cái trải nghiệm tuyệt vời gì đó bạn nè à, của cái việc mà chia sẻ sách đó, có thể chết đi, đó, có thể chết đi. thì ý ý câu này các bạn ngày xưa người ta đọc to ra người này đọc cho những người khác nghe người khác cũng nhìn vào luôn xem người đó đọc đúng hay sai rồi cái người này nói với người kia ý là vậy các bạn nha. rồi còn trong câu này thầy dịch nè thì những nhà phê bình lo lắng rằng người ta không còn đọc to và rằng à, cái sự trải nghiệm tuyệt vời à, của việc mà chia sẻ sách đó, sẽ chết đi ở à, chỗ này bạn chọn thầy chữ ọp các bạn nha đó, chọn thầy cái giới từ ọp nè cái trải nghiệm của cái chuyện này sẽ mất đi có nghĩa rằng mạnh ai nấy đọc không giống ngày xưa à, giờ đây các bạn à, chúng ta có ebook à, à, chúng ta có sách điện tử nè À, dĩ nhiên các bạn à, chúng ta có điện thoại và có laptop nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó thì work nè đó cái đề trong cái đề gốc các bạn người ta in cái từ work à, chữ này không phải work được các bạn đó cái đề nó nó có lỗi các bạn nha thì chỗ này không phải work này mà chữ này các bạn nha đó ý người ta chữ này nè chứ không phải chữ work này rồi đề này hơi hơi nhiều lỗi xíu thì nó thì xứng đáng để mà fork out các bạn là trả nhiều tiền cho những cái thiết bị đọc mới à, cái gì đó các bạn à, tôi thích đọc những tiểu thuyết trong những cái cách à, old fashion và thích đọc à, theo cái kiểu truyền thống thì ở trong câu số 5 này thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái giới từ chọn thầy từ s nha rồi chọn thầy chữ s các bạn bởi vì chữ s của chúng ta à, cũng được tính là giới từ các bạn nha bởi vì nè đây các bạn, à, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó xứng đáng để mà chi tiêu rất nhiều tiền trên những cái thiết bị đọc mới. Bởi vì tôi thích đọc những cái này trong sách truyền thống các bạn nha. Rồi, chọn thẻ từ S, hợp nhất trong hướng cảnh này các bạn. Đó, chúng ta đã xong tới cái phần này các bạn nha. Rồi, à, thầy cảm ơn các bạn theo dõi rất là nhiều nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn một phần đề bạc lưu của bạn nha. Rồi thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, cảm ơn các bạn. Nhiều. Rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn đề bạc liêu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.